học phật nhất định phải khai trí huệ nhất định phải làm tấm gương tốt cho xã hội đại chúng chúng ta chân thật tu thì sẽ cảm động được họ đặc biệt chân thật tu thì cảm ứng sẽ rất nhiều giống như vệ sinh thông thường trong nhà côn trùng nhỏ nước ngoài cũng là như vậy như kiến dáng ruồi mũi Đi đến toàn thế giới đều có Người học Phật chúng ta có thể chung sống hòa bình với chúng Không làm phiền lẫn nhau Đều có thể câu thông mà Những động vật này có thể câu thông thực vật cũng như vậy Ở nước ngoài đại khái mỗi nhà đều có giường Trong giường của người nước ngoài đều trồng hoa Dương của người Hoa thì đều trồng rau Cho nên ra nước ngoài nhìn thấy dương của họ trồng rau Thì bạn sẽ biết họ nhất định là người Hoa Người Hoa rất thích trồng rau Ngay cả những thực vật này cũng có thể chung sống hòa hợp Cho nên trong vườn rau của chúng tôi mở tiếng niệm Phật Cho cây cối hoa cỏ nghe đều phát triển rất tốt vô cùng là tươi tốt rau của chúng tôi đem ra chợ người mua rau nhìn thấy thì hỏi rau này của các vị từ đâu đến vậy ngon hơn rau của chúng tôi bởi vì trong rất nhiều nên mỗi tín đồ đến đạo tràng đều mang một ít rau trở về là tự trọng hơn nữa các đồng khu cũng rất phát tâm thường hãy đến vườn rau để chăm sóc các loại rau củ các loại trái cây này xin hỏi việc dạy trẻ nhỏ đọc kinh phải nên kết hợp như thế nào để tu hành của chính mình được tốt hơn dạy trẻ nhỏ vẫn là phải lấy đệ tử quy làm chính ở trong nhà nam nữ và trẻ trong nhà cùng nhau học đệ tử quy hiệu quả sẽ vô cùng lớn nếu chỉ dạy trẻ nhỏ mà người lớn không học thì chúng sẽ nghĩ cha mẹ dạy con mà chính cha mẹ cũng không học đây là giả gạt con rồi không phải thật cho nên bản thân người lớn cũng phải làm được thì chúng sẽ tin tưởng chúng sẽ rất nghiêm túc mà học tập thời xưa đệ tử quy không phải là dạy trẻ nhỏ văn tự đó không phải là dạy trẻ nhỏ đệ tử quy là thân giáo các vị nhất định phải biết chúng ta học giáo dục truyền thống đặc sắc của giáo dục truyền thống chính là gia đình Điều này người nước ngoài không có Chúng ta nói cho họ thì họ cũng không hiểu Nước ngoài không có cái này Lịch sử của chúng ta đã trải qua 5.000 năm rồi Người nước ngoài xem lịch sử của chúng ta Bạn xem mỗi triều đại trong lịch sử Khi thay đổi triều đại là động loạn Xảy ra chiến tranh Nhưng thời gian đều không dài Sau khi những đế dương này có được chính quyền rồi Gọi là quân vương khai quốc Bình định được động loạn Sau khi họ nắm chính quyền rồi Thì ít nhất có 150 năm đến 200 năm Thiên hạ Thái Bình Hoàng đế đời cuối Có lẽ lại không giữ quy củ Dẫn tới người khác Làm cách mạng Nếu như họ chân thật Giữ giáo pháp của tổ tiên xưa Thì sẽ không có chính biến Bởi vì người dân đều được giáo dục luân lý Nên họ đều có thể an phận với chính mình Không phải thực sự quá đáng Thì sẽ không làm cách mạng Không muốn làm loạn Làm loạn thì thống khổ rồi Phải hy sinh biết bao nhiêu sinh mạng và tài sản Cho nên không muốn làm loạn Trừ khi chính phủ thực sự không hợp lý Cho nên nói người nước ngoài xem thấy Sự an định xã hội Trong mấy nghìn năm lịch sử của chúng ta Đều cảm thấy rất kỳ lạ Rốt cuộc nguyên nhân là gì Thật ra bạn đi nghiên cứu Thì chính là giáo dục gia đình Đó là dạy từ khi còn nhỏ Dạy họ làm người tốt Cả đời làm người tốt Đây không phải là thiên hạ thái bình sao Giáo dục truyền thống thật ra mà nói Nói lời hiện nay là giáo dục tình yêu thương Ngay trong lúc chúng tôi giảng kinh đã nói rất nhiều lần Giáo dục truyền thống chính là từ Phụ tử hữu thân trong ngũ luân Tình thân của cha con là mẩm sinh Không phải là học ở đâu mà có Hiện nay bạn tỉ mỉ mà quan sát Quan sát trẻ nhỏ khi được 3, 4 tháng 4, năm tháng Bạn xem Tình yêu của cha mẹ đối với nó Là không có điều kiện Dù nó còn chưa biết nói chuyện Nhưng bạn xem biểu cảm của nó Tình yêu của nó đối với cha mẹ Bạn từ chỗ này thì nhìn thấy Đây là tự tánh Hoàn toàn là lưu lộ Từ tự tánh Dần dần lớn lên rồi Bạn không dạy dỗ nó cho tốt Nó bị ô nhiễm rồi Bị hoàn cảnh bên ngoài ô nhiễm mê mất thiên tánh rồi Đạo lý là chỗ này Chúng ta không thể không biết Cho nên phải dạy dỗ trẻ từ khi nào Từ khi trẻ vừa mới sanh ra Ánh mắt của nó đã biết nhìn Tay của nó biết nghe Bạn đừng cho rằng nó không hiểu chuyện Ngày ngày nó đang học Ngày ngày đang xem Ngày ngày đang nghe Cho nên để tử quy là cha mẹ làm cho trẻ nhỏ xem là một môn học như vậy môn này là thân giáo không phải là ngôn giáo chúng vẫn chưa hiểu chuyện thì người làm cha mẹ trưởng bối ở trước mặt trẻ nhỏ làm cho chúng xem ngạn ngữ xưa gọi là ba tuổi thấy tám mươi bạn thử nghĩ xem khi họ đến tám mươi tuổi họ đã có năng lực biết cái gì là đúng cái gì là sai Đó gọi là thiếu thành nhược thiên tánh Tập quán thành tự nhiên Sự giáo dục này quan trọng biết bao Nếu đến 3 tuổi Thì bởi dậy thì đã quá muộn rồi Đã sinh ra gốc rễ của ô nhiễm rồi Phiền phức lớn rồi Cho nên người xưa chúng ta rất xem trọng giáo dục Tuần trước có một vị giáo sư Ở Đại học Đạm Giang từ Đài Loan đến là giáo sư Ngô Cũng là lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau Ông ấy đến gặp tôi Ông nói với tôi là Mặt môn giáo ở nước Mỹ Tôi nghĩ có lẽ Hồng Kông cũng có mặt môn giáo Họ rất xem trọng giáo dục gia đình Họ sưu tập rất nhiều gia phả Của người Trung Quốc Họ nói đại khái có hơn một dạng loại Cũng có thể như vậy Bởi vì trước đây nhà nào cũng có gia phả Đa số gia phả đều để trong từ đường Tôn giáo này cũng có người có tâm Khi chúng ta làm đại cách mạng văn hóa Thì thấy đều không còn nữa Vì mà họ vẫn sưu tập nhiều như vậy Nghe nói bảo tàng cố cung Đài Loan Đã sao chép một số thứ từ chỗ của họ trong gia phả đều có gia huấn đều có gia quy nếu chúng ta tìm được những thứ này thu thập lại rồi soạn thành một cuốn đó chính là giáo dục gia đình truyền thống đó đúng thật là vô cùng hoành tráng đệ tử quy là một môn học phổ biến là một phần của giáo dục nền tảng bắt buộc trong gia giáo truyền thống bởi vì gia giáo trong mỗi nhà việc họ dạy con cháu có liên quan đến nghề nghiệp của họ thí dụ như họ làm kinh doanh thì họ dạy con cháu phải làm ăn như thế nào làm ruộng thì dạy con cháu trồng trọt ra sao các ngành các nghề không như nhau họ có môn học của họ cho nên chân thật là vô cùng hoành tráng hiện nay tôi đang nghĩ cách để thu thập, vậy mới có thể nhìn thấy cây gốc giáo dục của mấy nghìn năm đến nay của chúng ta. Bạn sẽ thấy họ dạy người như thế nào. Đây tứ quy là một môn học phổ biến, môn học nền tảng, cũng chính là bất luận bạn tu học nghề nghiệp nào, thì bạn nhất định phải làm được nền tảng này. Cái điều này Không thể Không biết